Luận Đại Trí Độ, quyển 29. Phẩm thứ nhất, tiếp theo, tùy hỷ công đức. Kinh: Bồ Tát Ma Ha Tát muốn tùy hỷ công đức bố thí trì giới, thù thắng hơn hết thảy thanh văn và bích chi Phật, phải tu tập bát nhã ba la mật. Luận: Người có tâm tùy hỷ, khi thấy người khác làm được các công đức, liền sanh tâm tùy hỷ tán thán họ, như nói với họ rằng: Ở trong thế gian vô thường si ám này mà mở lòng từ bi thương xót người như vậy, thật là phước đức vô lượng. Ví như có người đem thứ hương thơm quý báu đi bán, được rất nhiều người đến mua. Trong khi người ấy đang bán hàng, có người đứng ở bên ngoài tán thán, tuy người sau không mất tiền mua mà cũng vẫn được hương thơm lây vậy. Cũng như vậy, nếu có người đem tài vật ra bố thí, có người được nhận sự bố thí, lại có người đứng bên ngoài tán thán hạnh bố thí, thì người sau này tuy không đem tài vật của mình ra bố thí mà vẫn hưởng được phước đức lây vậy. Xem như vậy thì đủ biết rằng Bồ Tát tùy hỷ công đức đã thù thắng hơn hàng thanh văn, huống nữa là còn tự mình làm các công đức. Hỏi: Vì sao Bồ Tát tùy hỷ công đức mà lại được thù thắng hơn hẳn người đem tài vật của mình ra bố thí? Đáp: Trong lúc người khác đem tài vật ra bố thí, Bồ Tát đứng bên ngoài khen ngợi vui mừng, rồi cùng hết thảy chúng sanh hồi hướng công đức ấy về vô thượng Bồ Đề, nhằm độ thoát hết thảy chúng sanh. Do tâm tùy hỷ như vậy, nên thù thắng hơn hàng nhị thừa đem tài vật ra bố thí. Vì sao? Vì Bồ Tát đã dùng thật tướng trí huệ nên thù thắng hơn vậy. Lại nữa, do tâm tùy hỷ mà Bồ Tát được sanh quả báo phước đức, rồi Bồ Tát lại đem phước đức ấy tùy hỷ hồi hướng về vô thượng Bồ Đề, nên thù thắng hơn hàng nhị thừa bố thí. Ví như người đem dâng vua một vật nhỏ, được nhà vua hoan hỷ ban cho nhiều tiền tài danh tước. Lại ví như dùng ít hơi thổi vào ốc tù và mà có thể tạo được âm lớn vang đi rất xa. Bồ Tát dùng tùy hỷ công đức hòa hợp với công đức của người khác hồi hướng về vô thượng Bồ Đề, nên được quả báo vô tận. Ví như gió thổi làm dao động mặt nước biển, tạo thành những đợt sóng nối tiếp nhau vô cùng vô tận lan truyền trên mặt biển. Hỏi: Trong số đệ tử của Phật có cả Thanh Văn và Bồ Tát, vì sao lại còn phân biệt hơn thua làm gì? Đáp: Bồ Tát tùy hỷ công đức còn thù thắng hơn hàng Thanh Văn, hướng nữa Bồ Tát tự hành công đức. Vì sao? Vì hàng Thanh Văn làm các công đức còn có lúc mệt mỏi, còn Bồ Tát kiên trì tùy hỷ công đức trong im lặng. Ví như những người thợ lao động mệt mỏi suốt ngày mà công lao chẳng sao bằng được vị kỹ sư vẽ kiểu và chỉ huy công trình. Lại ví như những người lính chịu bao gian khổ, dẫn đến chịu hy sinh cả mạng sống của mình để chống trả quân địch, mà khi thắng trận thì công đức lớn vẫn thuộc về vị chủ tướng vậy. Hỏi: Nếu tâm tùy hỷ thắng hơn hành bố thí trì giới, thì vì sao chỉ nói đến sự tùy hỷ công đức của Bồ Tát là thù thắng mà thôi? Đã phàm phu do còn bị phiền não che tâm, do chưa đoạn được chấp ngã và ngã sở nên thua hẳn hàng thanh văn và bích chi Phật. Thế nhưng sự tu hành của hàng nhị thừa còn kém xa Bồ Tát. Vì sao? Bố thí gồm tài thí và pháp thí. Hàng thanh văn thường tài thí, Bồ Tát thường hành pháp thí nên thủ thắng hơn. Lại nữa, hàng thanh văn thường hành trì giới, nhiếp luật nghi giới, thiền định giới và vô lậu giới. Bồ Tát thường hành trí huệ, nhiếp văn huệ, tư huệ và tu huệ, lại được giải thoát huệ và giải thoát trí kiến. Bởi vậy nên Bồ Tát thủ thắng hơn thanh văn. Hỏi: Thắng đối đãi với thua, có hơn có thua là có cạnh tranh rồi vậy. Bồ Tát chẳng có khởi cạnh tranh với thanh văn thì vì sao lại nói thắng? Đáp: Bồ Tát có trí huệ thậm thâm hơn, có công đức nhiều hơn hàng thanh văn nên nói vậy. Thanh văn ví như người ngắm sắc hoa, gửi hương thơm của hoa, còn Bồ Tát ví như ong vào tận nhụy hoa rút mật. Do tâm tùy hỷ của Bồ Tát đã tương ưng với pháp tánh, nên trí huệ và công đức của Bồ Tát thù thắng hơn trí huệ và công đức của hàng thanh văn nhị thừa. Kinh: Muốn tùy hỷ công đức thiền định, tam muội, trí huệ, giải thoát trí kiến thù thắng hơn hết thảy thanh văn và bích chi Phật, phải tu tập bát nhã ba la mật. Luận: Hỏi: Người vào thiền định tu bốn thiền, chín thứ đệ định, tám bối xả, ba giải thoát môn, không vô tướng và vô tác, như trước đây đã nói vào các tam muội là đã có thiền định, giải thoát rồi sao, nay còn nói làm gì nữa? Đáp: Giải thoát có hai nghĩa, đó là huệ giải thoát cộng giải thoát. Huệ giải thoát chưa vào được thiền định,
cộng giải thoát mới đầy đủ các thiền định và giải thoát tam muội. Lại nữa, thiền định giải thoát tam muội có hai trường hợp, hàng thanh văn và thiền định trì cầu ly dục. Bồ Tát tuy ở nơi chốn dục lạc mà vẫn thường trong định thường cầu đắc ly dục. Hỏi: đã là trí huệ tam muội sao còn nói đến cầu đắc? Đáp: trước đây đã nói rằng huệ giải thoát chưa đến được chỗ rốt ráo thâm nghĩa, cộng giải thoát mới có trí huệ tam muội, giải thoát và giải thoát tri kiến dẫn thẳng vào niết bàn. A-la-hán mới được thiền định lạc ở hiện đời, vào diệt tận định là định rốt ráo, được nguyện trí vô chánh tam muội mới thật là chân niết bàn. Bởi nhân duyên vậy nên phải nói rộng, Bồ Tát ở ngay nơi chốn dục lạc mà cầu đắc niết bàn nên phải có đầy đủ trí huệ, giải thoát và giải thoát tri kiến. Hỏi: thiền định giải thoát tam muội khó tu khó được, như vậy vì sao Bồ Tát có đầy đủ thiền định và trí huệ là tối diệu? Đáp: do tu tập bát nhã ba la mật mà Bồ Tát có trí huệ thủ thắng hơn hàng thanh văn. Bồ Tát có hạnh có nguyện đầy đủ nên thiền định và trí huệ của Bồ Tát là tối diệu. Ví như chim phải đầy đủ hai cánh mới có sức bay xa ngàn dặm. Người tu có đầy đủ hai pháp hạnh và nguyện là được giải thoát và giải thoát tri kiến. Hỏi: ở nơi bố thí do có mắt thấy tai nghe mới dễ sanh tâm tùy hỷ, còn ở nơi thiền định giải thoát tam muội mắt chẳng thấy được, tai chẳng nghe được thì làm sao có thể sanh tâm tùy hỷ? Như vậy căn cứ vào đâu mà nói tâm tùy hỷ của Bồ Tát thủ thắng hơn hàng thanh văn? Đáp: Bồ Tát lấy tha tâm trí làm tâm tùy hỷ. Hỏi: tha tâm trí còn là trí hữu lậu, Bồ Tát chưa được vô lậu thì làm sao có thể biết được tâm vô lậu của hàng nhị thừa vậy? Đáp: Bồ Tát đã được vô sanh pháp nhẫn, đã đoạn các kiết sử, đã vào được pháp không, đã được các thần thông nên dùng hữu lậu tha tâm trí mà có thể hay biết được vô lậu của hàng nhị thừa vậy. Lại nữa, hàng Bồ Tát sơ phát tâm tuy chưa được pháp tánh thân nhưng vẫn có thể dùng tha tâm trí hữu lậu để quán thấy được hàng nhị thừa hành bố thí trì giới, rồi phát tâm tùy hỷ. Bồ Tát tùy hỷ quán người đang hành bố thí, hành trì giới, đã vào được nơi thật tướng pháp, đã ly được sự ràng buộc của ngã và ngã sở, đã vượt ra khỏi ngục tù ba cõi. Vì sao? Bồ Tát tùy hỷ công đức để được thấy người được giải thoát thì cũng như thấy chính mình được giải thoát vậy. Như vậy gọi là tùy hỷ hồi hướng công đức. Kinh: Bồ Tát Maha Tát hành một phần ít bố thí trì giới nhẫn nhục tinh tấn thiền định trí huệ mà muốn dùng lực phương tiện hồi hướng để được vô lượng vô biên công đức, phải tu tập bát nhã ba la mật. Luận: hỏi, trước đây đã có nói nhiều về sáu ba la mật rồi, sau này còn nói thêm nữa? Đáp: trước đây nói về tổng tướng nên nói về biệt tướng. Hỏi: thế nào gọi là ít trí huệ, thiểu trí? Đáp: thâm nghĩa của ba la mật thể hiện ở nơi tâm, chẳng phải phô bày ra bên ngoài, nơi việc làm nhiều hay ít. Bồ Tát tu hành dù nhiều dù ít, nếu còn trú nơi ba la mật thì vẫn còn là ít trí huệ, thiểu trí. Kinh Hiền Kiếp còn nói, trong 84.000 ba la mật đều có phân biệt ba la mật thế gian và ba la mật xuất thế gian. Bát nhã ba la mật cũng là như vậy, cũng phân biệt có bát nhã ba la mật thế gian và bát nhã ba la mật xuất thế gian. Như vậy thì trí bát nhã ba la mật thế gian vẫn còn là thiểu trí vậy. Hỏi, vì sao Bồ Tát hành phần ít bố thí, thiểu thí? Đáp, có rất nhiều nguyên nhân khiến Bồ Tát hành phần ít bố thí. Hoặc vì mới hít sơ phát tâm mà bố thí ít, hoặc vì chưa có nhiều phước đức mà bố thí ít, hoặc vì nghĩ công đức ở tại tâm mà bố thí ít. Do suy nghĩ như vậy nên chẳng mong cầu có nhiều tài vật để bố thí, chỉ cốt có được hảo tâm. Hoặc nghĩ rằng nếu cầu có được nhiều tài vật để đem ra bố thí thì sẽ khiến tâm tán loạn, đánh mất hảo tâm, dẫn sanh phiền não. Hoặc nghĩ nếu bố thí mà phải nhờ cậy người khác đem tài vật đến cho mình để làm việc bố thí thì chẳng phải có tâm bình đẳng, phải xem hết thảy chúng sanh như ruột thịt của mình, chẳng nên lấy của người này đem cho người khác, chỉ cần có hảo tâm là hơn hết, có ít thì cho ít chẳng sao cả. Vân vân, có thuyết phân biệt có hai hạng Bồ Tát, đó là Bồ Tát bại hoại, Bồ Tát thành tựu. Người trước đã có pháp Bồ Đề tâm nhưng chẳng được gặp thiện duyên, bị năm ấm ngăn che tâm trí, chuyển thân sanh vào nhà quyền quý giàu sang, hoặc làm vị quốc vương, hoặc làm tể tướng, do thọ năm dục lạc mà chẳng còn giữ được thân khẩu ý thanh tịnh, chẳng còn được thánh thiện như trước nữa. Hạng người như vậy gọi là Bồ Tát bại hoại. Lại có người ở đời trước chẳng có hảo tâm hành bố thí, nhưng nay khởi lòng từ thương xót người nghèo, khổ, bần cùng,
cũng thành tựu được hảo tâm. Lại có người đời trước vẫn cùng hạ tiện mà nay được nghe pháp, pháp bồ đề tâm, tại gia tu chỉ năm giới hoặc xuất gia thọ đại giới tỳ kheo, vân vân. Những hạng người như vậy được gọi là bồ tát thành tựu. Bồ thí gồm có pháp thí và tài thí. Người xuất gia nên hành pháp thí, người tại gia hành tài thí. Phật không tán thán đem nhiều tài vật ra bố thí với ý niệm phô trương. Phật dạy nên tùy theo khả năng của mình mà bố thí, có gì cho nấy, nhưng phải bố thí với hảo tâm thanh tịnh. Người xuất gia không giữ của cải riêng, vì tự nghĩ rằng trì giới thiểu dục tri túc thủ thắng hơn các giữ tài vật để bố thí. Được Phật khuyên nên hành pháp thí, như vậy nên đem hảo tâm thanh tịnh mà bố thí, thì dù bố thí ít hay nhiều cũng vẫn được rất nhiều phước báo. Trong kinh có ghi một chuyện sau đây: ngài Bạc Câu La chỉ đem một quả kha lê lật bố thí mà được 91 kiếp không đạo vào đường ác, thọ phước lạc ở cõi người cõi trời, thường được thân không bệnh tật, tinh tấn tu hành được quả A La Hán. Vào thời Phật Tỳ Bà Thi, có một vị sa môn làm phòng xá cúng dường chư tăng, trải da dê để chư tăng đi, mà suốt 91 kiếp được hưởng phước lạc ở cõi người cõi trời, sanh lại làm vị trưởng giả thân hình đoan chánh. Vị này vừa mới sanh ra đã được cha mẹ cho nhiều vàng bạc châu báu, về sau lớn lên nhàm chán việc đời, xuất gia tu hành viên thành đạo nghiệp. Tỳ kheo Tu Mạn Nhĩ do nhân duyên đời trước đã lấy hoa tai cúng dường Phật Tỳ Bà Thi mà 91 kiếp không đạo vào đường ác, được hưởng nhiều phước lạc ở cõi người cõi trời, sanh lại về một gia đình khá giả. Khi vừa mới sanh ra có mùi hương thơm tỏa khắp nhà, về sau lớn lên xuất gia chứng quả vị A La Hán. Như vậy có rất nhiều nhân duyên bố thí ít mà được quả phước báo rất nhiều. Phật vì muốn tán thán bố thí Ba La Mật nên nói hành bố thí Ba La Mật có vô lượng công đức. Hỏi: ngài A La Hán Bà Câu La bố thí ít mà được phước báo rất nhiều, như vậy cần gì phải tu tập Bát Nhã Ba La Mật nữa? Đáp: vì A La Hán ấy tuy có nhiều phước báo nhưng vẫn còn có hạn lượng. Bồ Tát dùng Bát Nhã Ba La Mật mà tùy hỷ hồi hướng nên được công đức vô lượng vô biên. Hỏi: vì sao dùng Bát Nhã Ba La Mật để tùy hỷ hồi hướng mà lại được công đức vô lượng vô biên? Đáp: vì tùy hỷ hồi hướng về vô thượng Bồ Đề nên được vô lượng vô biên công đức. Bồ Tát tùy hỷ hồi hướng công đức mà chẳng cầu có phước báo ở cõi người cõi trời, chỉ có vô thượng Bồ Đề cầu độ hết thảy chúng sanh. Vì chúng sanh vô lượng vô biên nên công đức cũng vô lượng vô biên. Vì tâm đại từ đại bi của Bồ Tát vô lượng vô biên nên công đức cũng vô lượng vô biên. Công đức của Bồ Tát thể nhập với thật tướng trí huệ nên là vô lượng vô biên. Bồ Tát hành bố thí rõ biết người thí, người thọ và vật thí đều là bất khả đắc cả. Hỏi: Bồ Tát quán thật tướng các pháp là như pháp tánh, như vậy vì sao còn sanh tâm cầu được công đức? Đáp: Bồ Tát trong nhiều đời đã tu đại từ bi, dẫn dắt chúng sanh vào thật tướng pháp, ví như lửa gặp gió bùng cháy mạnh mẽ hơn lên. Bồ Tát thường dùng tâm tinh tấn trợ lực cho tâm đại bi rõ mãnh phát đại thệ nguyện, độ thoát hết thảy chúng sanh. Do phát đại nguyện như vậy nên được chư Phật khắp mười phương thường khuyến hóa, khiến Bồ Tát được tăng thêm công đức, dần dần đạt đến chỗ viên mãn. Hỏi: bố thí còn có thể biết là nhiều hay ít, còn chỉ giới nhẫn nhục tinh tấn thiền định trí huệ thì làm sao biết được? Đáp: tất cả đều có thể biết được. Nhẫn cũng phân biệt có đại nhẫn và tiểu nhẫn. Thần nhẫn là miệng nhịn chẳng nói lại, thần nhịn chẳng chống trả lại, nhưng tâm chưa nhẫn được, khiến chẳng tự chế được, chỉ khi nào tâm được an ổn thì mới gọi là thân tâm đều nhẫn. Người bị đánh mắng mà chẳng có đánh mắng chống trả lại mới chỉ là được thiểu nhẫn. Người bị đánh mắng mà tâm thường an ổn, chẳng có phân biệt mình bị đánh mắng, có người đến đánh mắng mình, có pháp đánh mắng mà chỉ lo tu nhẫn ở nơi tâm mới là được đại nhẫn. Như vậy nhẫn ở thân mới chỉ là thiểu nhẫn ở tâm mới thật là đại nhẫn. Chỉ giới cũng phân biệt có đại và thiểu. Nếu thân khẩu không động mà tâm còn động thì chỉ mới là thiểu giới, khi cả thân khẩu ý đều tịch tịnh thì mới là đại giới. Tinh tấn cũng phân biệt có đại và thiểu. Nếu chưa được vô sanh pháp nhẫn thì chỉ mới là thiểu tấn. Khi đã được vô sanh pháp nhẫn rồi thì mới là đại tấn. Thiền định cũng phân biệt có đại và thiểu. Vào kim cang tam muội gọi là đại thiền định. Ở nơi hết thảy các pháp đều chẳng loạn, chẳng phân biệt, tâm thường trong định thì gọi là đại thiền định. Ngoài ra đều là thiểu thiền định cả. Trí huệ cũng phân biệt có đại và thiểu.
Trí huệ thế gian chỉ là thiểu huệ, trí huệ xuất thế gian mới gọi là đại huệ. Lại có phân biệt đối đãi giữa thiểu và đại như sau: tạp huệ và tịnh huệ, tưởng huệ và vô tưởng huệ, phân biệt huệ và vô phân biệt huệ, vì sanh tử huệ và vì niết bàn huệ, vì tự lợi huệ và vì lợi tha huệ, tiểu tư huệ và đại tư huệ, vân vân. Phát Bồ Đề Tâm huệ và tu sáu ba la mật huệ là đại huệ. Bồ Tát phát Bồ Đề Tâm, tu sáu pháp ba la mật, có vô lượng vô biên công đức, được chư Phật mười phương tán thán. Người không phát Bồ Đề Tâm, không tu sáu độ ba la mật, chẳng sao có thể bằng được Bồ Tát. Vì sao? Vì Bồ Tát phát Đại Tâm dùng các lực phương tiện của bát nhã ba la mật để tùy hỷ hồi hướng về vô thượng Bồ Đề, nên được vô lượng vô biên công đức. Kinh: muốn được đầy đủ đám ba la mật, thi ba la mật, sàn đè ba la mật, tỷ lê gia ba la mật, thiền na ba la mật, phải tu tập bát nhã ba la mật. Luận: hỏi, bát nhã ba la mật và năm ba la mật kia giống nhau và khác nhau như thế nào? Đáp: cũng đồng mà cũng khác. Mỗi ba la mật đều có phạm chủ riêng, thế nhưng khi hành năm ba la mật kia, Bồ Tát cũng đều dùng trí huệ bát nhã để quán thật tướng pháp. Ví như khi tu bố thí phải xả cả nội pháp lẫn ngoại pháp mới được gọi là đàm ba la mật. Vì sao? Vì nếu tu năm ba la mật kia mà còn tâm chấp là còn tà kiến, chẳng thể được ba la mật vậy. Phải được bát nhã ba la mật dẫn đạo thì năm độ kia mới xứng đáng được gọi là ba la mật. Ngược lại, phải đầy đủ năm ba la mật kia thì bát nhã ba la mật mới được viên mãn. Hỏi, vì sao muốn được đầy đủ bố thí trì giới nhẫn nhục tinh tấn thiền định thì phải tu tập bát nhã ba la mật? Đáp, bố thí có hai thứ, đó là tịnh thí và bất tịnh thí. Bố thí mà chẳng do tâm thế gian mà chỉ do hảo tâm thanh tịnh là tịnh thí. Còn bố thí với tạp tâm của thế gian là bất tịnh thí. Bố thí mà chẳng cầu phước báo ở đời sau, chỉ cầu niết bàn là tịnh thí. Tịnh thí xuất phát từ tâm đã thấm nhận bát nhã ba la mật. Vậy nên nói, muốn có đầy đủ bố thí ba la mật, phải tu tập bát nhã ba la mật. Được như vậy mới xả được cả trong lẫn ngoài mà chẳng vương vấn luyến tiếc. Cũng như vậy, trì giới nhẫn nhục tinh tấn thiền định, nếu chẳng được bát nhã ba la mật dẫn đạo thì chẳng được kiên cố. Phải được bát nhã ba la mật dẫn đạo thì năm độ kia mới xứng đáng được gọi là ba la mật, mới dẫn đến vô thượng Bồ Đề. Ví như một đội quân dù thiện chiến đến đâu, nếu chẳng có vị tướng tài giỏi chỉ huy thì chẳng có thể thắng được giặc. Lại như người có thân hình đầy đủ mà thiếu đôi mắt, chẳng có thể đi đến chỗ mong muốn được. Phải có trí huệ bát nhã ba la mật dẫn đạo thì năm ba la mật kia mới được tăng trưởng. Nên Phật dạy rằng, muốn được đầy đủ năm ba la mật kia thì phải tu tập bát nhã ba la mật. Kinh: muốn được thân thể đời đời giống như thân Phật, có đủ 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, phải tu tập bát nhã ba la mật. Luận: hỏi, trong kinh nói phải trải qua 3 A Tăng kỳ kiếp mới gieo đủ 32 tướng tốt, sau này lại nói như vậy? Đáp: chẳng phải chỉ riêng Phật mới có 32 tướng tốt, mà cũng có rất nhiều người khác có được vậy. Ví như Ngài Nan Đà do nhân duyên đời trước làm nhà tắm, cúng dường chúng tăng, nguyện đời đời được thân đoan chánh, lại vào một đời khác đã trang nghiêm tháp thờ một vị Bích Chi Phật, nguyện đời đời được thân đoan chánh mà được thân tướng trang nghiêm. Khi Ngài xuất gia làm sa môn, sắc tướng của Ngài uy nghiêm rạng rỡ, khiến chúng tăng thấy Ngài từ xa đi lại, lầm tưởng là Phật đến, cùng đứng dậy nghênh đón. Ngài Nan Đà còn được như vậy, huống nữa là các đại Bồ Tát đã nhiều kiếp tu hành các công đức. Lại ví như Bồ Tát Di Lặc khi còn là một bạch cư sĩ bạch y, đã có tướng lông trắng giữa trạng mày, tướng lưỡi rộng dài trùm khắp cả mặt. Khi kinh, trong kinh Đại Thừa Maha Diễn nói, có vị Bồ Tát từ sơ phát tâm đến khi thành đạo chẳng bao giờ sanh ác tâm, nên trong nhiều đời được quả báo năm thần thông, được thân tướng uy nghiêm tạo như Phật. Hỏi, Bồ Tát chưa được đầy đủ Phật đạo, sao lại có được thân tướng uy nghiêm như thân Phật? Đáp, vì hạnh nguyện độ sanh nên Bồ Tát hóa hiện nhiều thân, hoặc làm vị chuyển luân thánh vương, hoặc làm đế thích, hoặc làm phạm vương, hoặc làm thanh văn, hoặc làm bích chi Phật, vân vân. Trong kinh Lăng Nghiêm nói, Bồ Tát Văn Thù có thời hiện làm thân một vị cổ Phật hiệu là Long Trưởng Thượng Tôn Vương Phật, vì chúng sanh nói pháp. Vì sao? Vì vào thời ấy chúng sanh có thấy được thân Phật mới hoan hỷ thọ hóa. Hỏi,
Nếu Bồ Tát có thể tự hiện làm thân Phật được thì so với Phật đâu có khác gì nữa. Đáp: Bồ Tát an trú thập địa, đã có đầy đủ Phật pháp, nguyện ở trong thế gian rộng độ chúng sanh mà không vào niết bàn, nên có vi diệu thần lực, có thể biến hóa ra các thân vì chúng sanh thuyết pháp. Tuy Bồ Tát hóa hiện thân Phật, nhưng chẳng phải là chân thật Phật thân vậy. Tuy rằng Bồ Tát hóa hiện thân Phật độ được rất nhiều chúng sanh, nhưng số chúng sanh được độ cũng có hạn lượng. Phật độ vô lượng vô biên chúng sanh chẳng có hạn lượng vậy. Lại nữa, Bồ Tát hóa hiện được thân Phật, nhưng không biến hiện ở khắp mười phương thế giới. Trí huệ của Bồ Tát dụ như mặt trăng đêm 14, chẳng có thể bì được trí huệ của Phật dụ như mặt trăng đêm rằm. Hỏi: 32 tướng tốt chỉ là tướng do phước báo sanh, chỉ là tướng hữu lậu, còn bát nhã ba la mật là vô tướng, như hư không. Như vậy vì sao muốn được 32 tướng tốt lại phải học bát nhã ba la mật? Đáp: Có hai trường hợp, đó là Phật có 32 tướng tốt với đầy đủ diệu nghĩa. Những người khác như Chuyển Luân Thánh Vương cũng có thể có 32 tướng tốt nhưng chẳng có được đầy đủ diệu nghĩa. Cũng như vậy, nếu bố thí mà có bát nhã ba la mật soi sáng dẫn đạo thì mới có được đầy đủ công đức, mới làm duyên khởi cho 32 tướng tốt như Phật. Nếu bố thí mà chẳng được trí huệ bát nhã ba la mật soi sáng dẫn đạo thì chẳng có được đầy đủ công đức. Hỏi: Phải hành bố thí như thế nào để được 32 tướng tốt? Đáp: 32 tướng tốt đã được nói rõ ở quyển 4 bộ luận này. Dưới đây chỉ nêu một thí dụ điển hình thôi. Ví như bố thí mà khiến cho người thọ thí được thân hình mạnh khỏe thì có được luân tướng hiện ra nơi tay chân, lại có tướng tay chân mềm mại, vân vân. Hỏi: Chư Phật ba đời mười phương đều dạy rằng thật tướng pháp là vô tướng, sau này lại nói đến 32 tướng tốt? Đáp: Như trước đây đã nói, Phật pháp phân biệt có hai đế, đó là thế tục đế và đệ nhất nghĩa đế. Vì thế đế thì có nói đến 32 tướng tốt của Phật, về đệ nhất nghĩa đế thì nói thật tướng các pháp đều là vô tướng. Lại nữa, trong Phật pháp có phân biệt hai đạo, đó là phước đạo, huệ đạo. Ở nơi phước đạo thì nói Phật có 32 tướng tốt, vì chúng sanh mà Phật thể hiện sanh thân người với đầy đủ 32 tướng tốt. Ở nơi huệ đạo thì nói đến pháp thân Phật là vô tướng vậy. Phật có đầy đủ 32 tướng tốt, tướng hảo và 80 vẻ đẹp, tùy hình hảo, trang nghiêm thân, lại có 10 lực, 4 vô sở úy, 4 vô ngại trí, 18 bất cộng pháp, đại tử đại bi, trang nghiêm công đức. Bởi nhân duyên vậy nên cũng có hai cách dẫn đạo chúng sanh. Muốn dẫn đạo chúng sanh tu phước thì dùng 32 tướng tốt, muốn dẫn đạo chúng sanh tu huệ thì dùng pháp thân vô tướng. Vì sao vậy? Vì chúng sanh có hai hạng, có hạng người chấp giả danh tướng, đối với hạng người này thì nên nói về 32 tướng tốt. Có hạng người rõ biết các pháp chỉ là giả danh, giả tướng, đối với hạng người này thì nên nói về pháp thân vô tướng. Hỏi: Vì sao không nói 80 vẻ đẹp là tướng đẹp? Đáp: Tướng tốt hay vẻ đẹp cũng nhằm làm trang nghiêm thân Phật. Thế nhưng có phân biệt nói như vậy, vì khi nói về 32 tướng tốt là nói về tổng tướng, còn khi nói về 80 vẻ đẹp là nói về biệt tướng. Đây chỉ là cách trình bày theo thứ lớp, có thô, có tế, có lớn, có nhỏ. Sở dĩ phải trình bày thứ lớp như vậy là nhằm phát khởi tín tâm nơi chúng sanh vậy thôi. Hỏi: Phật đã tận đoạn chúng sanh tướng rồi, như vậy vì sao ở nơi tướng không mà còn nói đến các tướng tốt trang nghiêm? Đáp: Phật muốn chúng sanh tín kính, muốn phá trừ kiêu mạn nơi chúng sanh nên mới thị hiện đầy đủ thân tướng trang nghiêm. Vì sao? Vì nếu Phật chẳng có thị hiện đầy đủ thân tướng trang nghiêm thì chúng sanh chẳng sanh được nhất tâm cung kính Phật. Phật hiện đủ 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp thì chúng sanh mới phát khởi được tín tâm thanh tịnh. Phật pháp thập thâm vô lượng, khó tin khó giải, chúng sanh căn độ trí mỏng, nếu tự lực rất khó có thể vào được. Phật vì chúng sanh phóng đại quang minh, khiến chúng sanh nương theo đó mà vào được diệu pháp. Chúng sanh thấy oai đức của Phật, nghe được phạm âm của Phật, sanh tâm hoan hỷ đến thọ. Nên biết, bên trong Phật đầy đủ oai đức chỉ giới, bên ngoài Phật thị hiện vô lượng oai nghi. Như vậy cả trong lẫn ngoài, Phật hiện đủ các phương tiện độ sanh, lấy hy trí huệ làm lợi lạc cho người lợi căn, lấy hy thân tướng trang nghiêm làm lợi lạc cho người độn căn, lấy hy tâm trang nghiêm khai mở cửa niết bàn, lấy thân tướng trang nghiêm khai mở kho phước lạc ở cõi trời và cõi người, lấy tâm trang nghiêm dẫn dắt chúng sanh vào ba cửa giải thoát, lấy thân tướng trang nghiêm dẫn dắt chúng sanh tu các phước đức. Bởi nhân duyên vậy nên Phật thị hiện sanh thân với đầy đủ tất cả 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp. Kinh: Muốn vào nhà Bồ Tát, vào đất Phật, chẳng xa rời Phật.
phải tu tập bát nhã ba la mật. Luận nhà Bồ Tát là tâm đại bi, ví như người sanh vào nhà vua chúa chẳng còn sợ đói khát, chẳng còn sợ nóng bức rét buốt, chẳng có ai dám khinh rẻ. Người phát tâm đại bi sanh vào nhà Bồ Tát được mọi người cung kính. Bồ Tát từ sơ phát tâm đã phát thệ nguyện độ hết thảy chúng sanh, đưa họ vào vô thượng Bồ Đề. Bồ Tát rõ biết hết thảy các pháp ở nơi thật tướng đều chẳng có sanh, chẳng có diệt, nên vào được vô sanh pháp nhẫn, tường trú trong đạo Bồ Tát. Trong kinh có ghi lời Phật dạy rằng: khi ta chỉ tâm kinh, ta thấy được Phật định quang, ta được vô sanh pháp nhẫn, được đầy đủ sáu pháp ba la mật. Bồ Tát nghe lời Phật dạy tự nghĩ rằng: ta nguyện ở trong vạn ước kiếp cúng dường chư Phật, chẳng có giải đãi, chẳng có nhàm chán, xem vô lượng kiếp như thời gian một ngày một đêm thôi, ta nguyện thường tinh tấn để hoan hỷ tu hành. Bồ Tát khởi tâm đại bi thương xót hết thảy chúng sanh, dùng mọi phương tiện giáo hóa họ, khiến họ đoạn dứt được phiền não, tăng trưởng thiện căn, đưa họ vào chánh đạo mà chẳng hề nghĩ đến sự đền ơn đáp nghĩa của họ. Bồ Tát quán thật tướng các pháp, thấy tất cả sắc pháp đều là Phật sắc mà chẳng sanh tâm chấp đắm. Lại nữa, Bồ Tát do niệm Phật lực mà thấy được chúng sanh lưu truyền trong các nẻo đường sanh tử, nên phát nguyện cứu khổ cho hết thảy chúng sanh, chẳng phải như chúng sanh thường quý vàng bạc châu báu. Bồ Tát chỉ quý tam bảo, khởi từ tâm tam muội, khiến hết thảy pháp đều trở thành Phật pháp, nên chẳng chấp pháp tướng cũng chẳng chấp phi pháp tướng, như vậy gọi là Bồ Tát vào nhà Bồ Tát. Hỏi: vì sao Bồ Tát muốn sanh vào nhà Bồ Tát phải tu tập bát nhã ba la mật? Đáp: có hai hạng Bồ Tát. Hạng Bồ Tát có tín tâm kiên cố, hạng Bồ Tát không có được tín tâm kiên cố. Có Bồ Tát từ sơ phát tâm đến khi vào được vô thượng Bồ Đề, nguyện đời đời xuất gia hành đạo, chẳng thọ dục lạc thế gian. Bồ Tát có tín tâm kiên cố như vậy mới vào được nhà Bồ Tát. Muốn vào nhà Bồ Tát phá hết thảy các ma sự, được vô sanh pháp nhẫn, phải tu tập bát nhã ba la mật. Phật là vị Pháp Vương, Bồ Tát muốn được xứng đáng là vị Pháp Vương tử, đem giáo pháp của Phật rộng độ hết thảy chúng sanh, phải tu tập bát nhã ba la mật. Hỏi: Bồ Tát đã nguyện rộng độ hết thảy chúng sanh, như vậy vì sao còn muốn gần Phật? Đáp: các vị tân học Bồ Tát vì chưa có đầy đủ thiện căn công đức, chưa vào được Bồ Tát vị nên chẳng dám xa rời Phật, vì còn sợ bị thối tâm. Lại nữa, chỉ có Phật mới độ các Bồ Tát vào Phật đạo, nên Bồ Tát chẳng muốn xa rời Phật. Bồ Tát gần Phật được nhiều lợi ích, được nghe pháp, được đại bi đại trí, thường tùy pháp hành mà được đại giải thoát. Ví như đứa bé chẳng muốn rời mẹ, người đi đường xa chẳng dám rời người tải lương thực, người ở xứ nóng bức chẳng muốn rời chỗ có gió mát, người ở xứ lạnh chẳng muốn rời bếp lửa, người vượt sông sâu chẳng muốn rời chiếc bè, người bị bệnh nặng chẳng muốn rời ông thầy thuốc, vân vân. Hỏi: đã nói pháp hữu vi chẳng có thể tin được, như vậy vì sao Bồ Tát lại chẳng muốn rời Phật thân? Đáp: Bồ Tát cầu Phật đạo thường tu hai hạnh, đó là sanh nhẫn, pháp nhẫn. Bồ Tát hành sanh nhẫn, khởi tâm đại bi, thương xót chúng sanh đang chìm đắm trong biển sanh tử luân hồi, thọ vô lượng khổ đau nên phát nguyện độ thoát họ, do vậy mà được vô lượng phước đức. Bồ Tát hành pháp nhẫn, phá hết sạch vô minh nên được vô lượng trí huệ. Tu hai hạnh ấy, Bồ Tát chẳng rời Phật, thường niệm Phật tam muội nên đời đời được gặp Phật. Bồ Tát không quý các phước báu của chuyển luân thánh vương cũng như các phước báu khác ở cõi trời cõi người, mà chỉ thường niệm Phật nên thường được gặp Phật. Ví như người thường niệm Phật tam muội, khi mạng chung sẽ được sanh về cõi cực lạc của Phật A Di Đà. Hỏi: do nhân duyên gì mà được sanh về cõi cực lạc? Đáp: do tinh tấn niệm Phật tam muội chẳng hề sao lãng, mà khi chết được sanh về cõi cực lạc của Phật A Di Đà. Ví như người tu chín pháp quán bất tịnh sẽ thấy được bộ xương khô trắng như tuyết, người tu niệm Phật tam muội cũng như vậy. Khi do nhiếp tâm thanh tịnh mà được thấy các pháp vốn tự thanh tịnh, khi đã thấy tâm thanh tịnh rồi thì sẽ được tùy ý đi đến các cõi Phật. Người niệm Phật tam muội rõ biết chư Phật chẳng từ đâu đến cũng chẳng đi về đâu, rồi quả thấy mình cũng là như vậy, rõ biết hết thảy sự vật đều do tâm tạo, nên tùy tâm liền thấy được Phật. Vì sao? Vì tâm tức Phật, Phật tức tâm. Nếu ly được các tướng thì liền được thật tướng các pháp, do biết tướng các pháp là thường tịch diệt, do vậy mà vào được không tam muội, được trí bát nhã, có đầy đủ hai hạnh lực là tùy ý và tùy nguyện. Ý như chim có đầy đủ đôi cánh, tùy ý bay giữa hư không xa ngàn dặm, Bồ Tát được tam muội trí huệ lực, đời nay tùy ý đến các cõi Phật cúng dường chư Phật, đời sau cũng lại được gặp Phật. Bởi nhân duyên vậy nên nói Bồ Tát
Muốn vào nhà Bồ Tát, vào đất Bồ Tát, chào ra giải Phật, phải tu tập Bát Nhã Ba La Mật. Hết quyển 29. Luận Đại Trí Độ, quyển 30. Phẩm thứ nhất, tiếp theo, thiện căn cúng dường căn lành. Kinh, muốn dùng thiện căn cúng dường chư Phật, muốn cung kính tôn trọng tán thán chư Phật, muốn tùy ý thành tựu thiện căn, phải tu tập Bát Nhã Ba La Mật. Luận, Bồ Tát trong vô lượng kiếp đã cung kính tôn trọng tán thán chư Phật khắp mười phương. Trong kinh có chép các mẩu chuyện sau đây. Bồ Tát Tù Mà Đề, ngay khi vừa thấy Đức Phật Nhiên Đăng, đã dùng 500 tiền vàng để mua 5 cảnh hoa sen xanh cúng dường Phật. Bồ Tát Tát Đà Bà Luân chẳng tiếc thân mạng, đã tự lóc thịt mình, tự thích huyết mình để cúng dường Bát Nhã Ba La Mật và vị thầy của mình là Bồ Tát Đàm Vô Yết. Lại nữa, ví như người làm ruộng gặp được ruộng tốt mà chẳng gieo được hạt lúa thì rất buồn phiền. Bồ Tát gặp được Phật mà chẳng được cúng dường, chẳng gieo được thiện căn nơi ruộng phước của Phật thì tâm chẳng được an vui. Vì sao? Vì nếu chẳng được cúng dường Phật thì thiện căn bị ngăn ngại, chẳng có thể tăng trưởng và thiện quả báo chẳng sao có thể được đầy đủ. Bởi nhân duyên vậy nên Bồ Tát dùng thiện căn để cúng dường chư Phật khắp mười phương. Hỏi, vì sao lại dùng thiện căn để cúng dường mà chẳng có dùng hoa hương để làm nhân duyên cúng dường? Đáp, có hai nhân duyên cúng dường, đó là dùng tài vật làm nhân duyên cúng dường, dùng pháp làm nhân duyên cúng dường. Nếu chỉ dùng hoa hương để cúng dường thì đó chỉ mới là cúng dường tài vật, chưa phải cúng dường pháp. Này nói dùng thiện căn để cúng dường là nhiếp luôn cả cúng dường tài vật và cúng dường pháp. Cúng dường Phật được thể hiện bằng rất nhiều hình thức. Có người do thấy Phật có vô lượng công đức mà sanh tâm cung kính tôn trọng lễ bái, hoặc diễu quanh, hoặc đứng sang một bên, hoặc dâng cúng hương hoa chân bảo, vân vân. Như vậy là một hình thức cúng dường. Có người do thấy Phật là bậc trí đức vô thượng, ở thế gian chẳng có ai sánh kịp mà sanh tâm tôn trọng tán thán, vân vân. Như vậy cũng là một hình thức cúng dường. Hỏi, Bồ Tát còn chẳng còn chấp sự cúng dường, như vậy vì sao còn muốn cúng dường Phật theo ý muốn? Đáp, phước đức tùy tâm khởi. Chỉ có sự cúng dường phát xuất từ tâm thanh tịnh mới được phước báo nhiều. Ví như vua A Dục khi còn nhỏ tuổi, lấy nắm đất cúng dường Phật nên được phước đức rất lớn. Về sau lên ngôi vua, ngài lại phát nguyện cho khởi công xây cất 8 vạn ngôi tháp trong một ngày. Bởi vậy nên tùy tâm cung kính mà cúng dường được rất nhiều phước đức. Lại nữa, tùy thời cúng dường cũng được phước đức rất lớn. Ví như gặp mùa lạnh thì nên cúng dường các chất đốt như củi dầu, cúng dường áo ấm chăn mền, cúng dường các thức ăn nóng, vân vân. Và mùa nóng thì nên cúng dường quạt, cúng dường nước mát, vân vân. Tóm lại phải nên tùy thời mà chọn các vật dụng, các thức ăn uống để cúng dường cho thích hợp. Như vậy đạt tài cúng dường. Có Bồ Tát rõ biết bản nguyện của chư Phật là giáo hóa chúng sanh, nên đã tùy theo căn tánh của chúng sanh mà dìu dắt họ vào đạo, như vậy là pháp cúng dường. Có Bồ Tát được thâm thiền định, có đủ thần thông, hoặc khinh thân bay đến các cõi khắp mười phương cúng dường chư Phật, hoặc hóa tác đủ thứ hoa trời, hương trời, kỹ nhạc, âm thanh để cúng dường chư Phật, hoặc lấy thân làm đèn để cúng dường chư Phật, như vậy gọi là tài cúng dường. Có Bồ Tát hành 6 pháp Ba La Mật, từ sơ địa đến thập địa đều vô sanh pháp nhẫn, diệt được phiền não nơi chính mình và diệt phiền não cho chúng sanh, như vậy gọi là pháp cúng dường. Có Bồ Tát dùng thần thông vào chốn địa ngục, khiến lửa địa ngục tắt, vào chốn ngạ quỷ, khiến ngạ quỷ được no đủ, vào trong chốn súc sanh, khiến súc sanh lìa được sợ hãi, vào trong các cõi trời, cõi người giáo hóa họ, khiến họ được tâm bất thối. Làm các đại công đức như vậy gọi là pháp cúng dường. Bởi nhân duyên vậy nên kinh nói Bồ Tát muốn thành tựu thiện căn phải tu tập Bát Nhã Ba La Mật. Kinh, muốn thỏa mãn hết thảy các nguyện của chúng sanh phải tu tập Bát Nhã Ba La Mật. Luận, hỏi,